Chị quay trở lại với Thảo Dung Toyota Tân Cảng, và hôm nay Dung sẽ gửi đến quý vị một mẫu xe ha mà cá nhân Dung cũng rất là thích, bởi vì đã có thời gian làm việc tại hãng xe này nha quý vị, Nơ Vàng Chevrolet ha. Thì đã trải nghiệm khá là nhiều các dòng xe của Chevrolet rồi, và đây là một trong những mẫu xe của Chevrolet mà Dung rất là thích, Chevrolet Captiva nha quý vị. Đây là đã 2016 là được Captiva Real rồi. Thì động cơ đã là được động cơ C140 ha, cực kỳ bền luôn. Và đây một vòng để quý vị xem qua thiết kế xe nè, cực kỳ rắn rỏi luôn nha quý vị. Nhìn nhỏ, nhìn quý vị cảm giác giống như Dung lúc đầu mới nhìn thì cảm giác cái xe nó nhỏ, nhưng khi quý vị bước vào ngồi lên trên xe rồi, hoặc là đậu ở trong cái bãi ở sân nhà mình á, thì mới cảm thấy nó rất là to nha, rất là cơ bắp luôn, đúng chất xe của Mỹ nha quý vị. Đầm chắc lắm mà cái thân xe cực kỳ rắn rỏi nha. Mình đi một vòng quanh thân xe để quý vị xem nước sơn nè, form xe. Nhìn nó gọn như thế này thôi, rất độ bám đường rất là tốt nha quý vị, đầm chắc lắm. 2016 ha, Captiva Real. Nắp 84.000 cây nha quý vị, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Thì bên Dung đang chào bán là 560 triệu thôi, một mức giá cực kỳ ổn định để quý vị sở hữu được một chiếc xe 7 chỗ của Mỹ nha. Đi đầm chắc mà nó êm lắm quý vị. Đặc biệt là những quý khách nào mà đi gia đình á, mà ngại say vấn đề mà say xe đồ á, thì đây là một lựa chọn rất là đáng để quý vị cân nhắc nha. Đi xa rất là sướng quý vị, đi đường trường này kia mình đi mình ngồi đó, nó êm mà nó đầm lắm, không có ngại say xe. Bởi vì ngày xưa Dung làm bên marketing cho nên là trải nghiệm rất là nhiều ha, đi tỉnh thường xuyên luôn để làm lái thử quý vị, thì cảm giác không có hề bị mà say xe hay là khó chịu gì hết, đi rất là êm nha. 560 triệu thôi. Bây giờ mời quý vị cùng Dung xem qua chi tiết xe nha. Đầu tiên quý vị xem qua cụm đèn nè. Bóng là 216 thì mình đã có bóng LED dạng bóng chiếu rồi, cho ánh sáng cực kỳ tốt luôn. Còn đây là một cái dải đèn nha quý vị, mở lên rất là đẹp luôn. Thiết kế ha, rất là tiện nghi. Đây, mình có cảm biến nè, cảm biến gốc và cảm biến va chạm nữa nha quý vị. Rất là đẹp luôn ha. Ở đây thì ốp đèn gầm. Đó, đây nẹp mà rom, đây cũng cảm biến nha quý vị, đó cảm biến gốc và cảm biến va chạm ha, rất là tiện nghi nha. Đây logo Nơ Vàng ha, có thời gian là Dung đã mang Nơ Vàng này cũng mấy năm trời á, làm marketing đi rất là nhiều. Còn đây là ga lăng nha quý vị, đó, thẳng tắp. Đây cái nẹp mạ rom nhìn nó rất là sang, biển số thành phố Hồ Chí Minh khá đẹp luôn quý vị, 82928. Thì quý vị nào ở thành phố thì sẽ giữ lại biển này mình đi nha, tiết kiệm được 20 triệu tiền biển số nha quý vị. Đó, còn đèn phía bên này, Captiva, một trong những dòng xe đó làm nên thương hiệu của Chevrolet nha quý vị. Thời điểm mới ra mắt không có đủ xe bán luôn. Đó, rất là đẹp. Quý vị xem cái khoảng sáng gầm nè. Đây, nó không quá cao ha, nhưng mà nó bám được nên độ bám đường rất là tốt, mình đi rất là đầm. Vì xem ở phần gầm thì xe này bên Dung đang kiểm tra 176 hạng mục, chưa có làm Marukuri, chưa có dọn xong ha. Lúc làm rồi thì sẽ đẹp lung linh thôi, còn bây giờ hiện trạng Dung quay để quý vị đánh giá được luôn. Đó, nắp capo nè, quý vị xem, nó sẽ có hai cái nếp gấp sâu ha. Cái to quý vị khi mà gõ vào quý vị nghe cái âm thanh nè. Đó, cực kỳ cứng cáp luôn nha, đi cho nên là lúc mình đi thì nó tạo cảm giác rất là êm. Thân xe nó rất là nặng, thì xem cái phục nè. Đó, còn vỏ ha, 84.000 cây nha quý vị. Mâm thì 2016 rồi, đã có mâm phay hai màu này rồi, rất là đẹp luôn. Bộ mâm là mâm R19 nha quý vị, mâm cao. Cho nên mặc dù nhìn cái xe nó không có cao kiểu như là Fortuner, nhưng mà mâm là tới mâm 19, độ bám đường cực kỳ tốt luôn quý vị. Đây, phần hông xe nè. Mình có khởi động bằng nút bấm luôn, mở cửa bằng nút bấm nè quý vị. Cái đường dập nè, to nó dày lắm cho nên dập cái đường này nó rất là sâu, chứ nó không có dập nhiều đường mỏng ha quý vị. Đó, một đường thôi. Quý vị nghe cái âm thanh cái to nè, đó rất là cứng cáp ha. Nếu mà mở cửa quý vị nghe nè, đó nhìn nghe cái âm thanh là biết cái thân xe rất là nặng, rất là cứng ha. Nếu mà quý vị động cơ là 2.4 C40 thì quý vị nếu bỏ qua vấn đề về xăng cộ thì quý vị đi những cái xe này rất là êm luôn. Đây là nẹp chân kính theo xe, mình có dán phim tối màu nè, che mưa, ở trên có thanh giá nóc nè quý vị, đó tạo cảm giác cái xe mình nó rất là thể thao ha. Và đầy đủ phụ kiện rồi, quý vị mua về chỉ đi thôi. Đó, mấy cái keo chỉ đồ này kia là y thinh nha quý vị. Đây phần vỏ phía sau, quý vị xem nè. Đó,
hệ thống treo trước là hệ thống treo MacPherson luôn, nên quý vị đi sẽ rất là êm nha. Đó. Mâm sao là không thấy chày xước gì nhiều ha, rất là êm. Đây quý vị thấy con hiệu nè, rất là tiện nghi luôn. Mình xem qua nội thất phía sau nè quý vị. Đây, xe thì 2016 nên Dung sẽ quay qua keo chỉ để quý vị xem ha. Chính hãng Toyota Tân Cảng đã được kiểm tra đầy đủ hết rồi, cam kết bằng văn bản cho quý vị là không đâm đụng, không ngập nước nha. Đó, keo chỉ còn y thinh ha. Chỉ ở đây thì mấy cái vết chày xước dơ như thế này thì bên Dung xử lý bằng Marukuri rất là đơn giản thôi, không vấn đề gì. Còn ghế nè quý vị, ghế là mình có ghế da màu đen ha. Đó, theo xe luôn, rất là xịn. Xe ở dưới mình có bọc trải sàn nè. Đó, sạch sẽ tinh tươm ha. Đó. Một chút mình sẽ coi cái khoang tài. Bây giờ mình thêm cái khoang hành lý nè. Cái phần ghế bên kia nó gập phẳng xuống luôn, mình thấy không? Đó. Mở lên mình ngồi được ba người, không thích thì mình gập xuống để đi ở phía sau cái người cái khoang sau đó rất là thoải mái ha. Đó. Nhìn ở ngoài nhìn nghĩ là xe nó nhỏ nhưng mà thật ra lúc quý vị lên ngồi á thì sẽ cảm thấy được cái độ rộng rãi của cái xe này. Đây quý vị nghe âm thanh nè. Đó, rất là chắc chắn luôn nha. Rồi, cụm đèn phía sau, đây là cụm đèn to bản phía sau nè. Đó, logo ha, biển thành phố Hồ Chí Minh, Captiva Real hãng LTZ. Đây, phía sau mình có ba cái cảm biến nha quý vị. Đó, cái gòn bô nè, hai cái ống xả nha, theo xe luôn, cực kỳ thể thao luôn. Đó, rồi quý vị xem qua cái phần gầm nè, bánh sơ cua nè. Đó, phần gầm phía sau nè. Đó, Phi Dung sẽ vệ sinh rồi xịt khử phun khử này kia đầy đủ hết, lúc quý vị nhận xe là sẽ tinh tươm nha, như là xe mới thôi. Đó, 560 triệu có chiếc xe 7 chỗ cơ bắp của Mỹ luôn ha, đầm chắc cứng lắm quý vị. Đây quý vị xem cái đường dập nổi của này nè, nó dập sâu, nó to, nó dày, mình đi nó êm ha, chỉ vậy thôi. Mâm phía sau, phuộc phía sau nè quý vị. Đó, nhìn cái phuộc là thấy thấy là êm rồi. Đây, mâm vỏ phía sau, mâm R19, mâm to nha quý vị chứ không phải mâm nhỏ đâu, mà nhìn do là cái xe đó, nhìn nó bám đường tốt, nó chắc thôi chứ không phải là nó nhỏ nha. Đó, đây tay nắm cửa sau này. Đó, mở lên thì đây quý vị xem được cái mình ngồi phía sau này ba người ha, phía sau ngồi được hai người nữa. Đó, xe đi 7 người thoải mái thôi, rộng rãi. Ghế da màu đen. Đó, còn đây phần nội thất phía sau nè quý vị. Đó, băng ghế phía sau. Đó, ngồi hai người phía sau vô tư, còn gia đình mà đi 5 người thì đi quá ok rồi ha. Cửa nẻo chắc nịch. Đó, Captiva Real. Thì đây mình xem qua cái phần nội thất phía bên này, cửa nẻo phía bên này ha quý vị. Mua xe này, mấy cái xe này quý vị mua trong hãng bên Toyota Tân Cảng bên Dung á thì được kiểm tra rồi, cam kết bằng văn bản thì mình yên tâm mình sử dụng nha quý vị ha, không đâm đụng, không ngập nước. Còn đây là phần tắp bi nè, quý vị thấy cái khoang này phía trước này, cái phần tắp bi phía trước nó rất là rộng, ngồi thì cảm giác lái của mình nó sẽ sướng đó quý vị, nhìn nó rộng lắm. Đây, này là màn hình giải trí Mylink theo xe ha. Đó, dàn lạnh tự động nè. Rồi, cửa số đây. Khoan để hành lý, ghế da xịn sò ha. Đó, mấy cái dấu son nè. Đây quý vị nhìn cái tổng thể nội thất nè. Đó. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ qua xem cái phần ghế bên tài ha. Đó. Nếu mà mình có điều kiện mình đi gia đình, chủ yếu là mình đi gia đình nè, mình muốn cái cảm giác đi sướng, đi êm ha, đi ngon, thì đây là một mẫu xe mà quý vị không thể bỏ qua nha, rất là đáng để mình cân nhắc. Tốt nữa, 560 triệu thôi, có chiếc xe 7 chỗ, tiện nghi thì đầy đủ ha. Ở đây mình có nè, ghế chỉnh điện, ghế tài chỉnh điện nè. Đây, quên khoe với quý vị, đây là cửa sổ trời nè. Đó. Đó. Xịn sò ha, đầy đủ tiện nghi hết cho mình luôn. Và xe được trang bị tới 9 túi khí lận nha quý vị, 9 túi khí, có túi khí trên trần nữa là 9 túi khí, đi rất là an tâm luôn. Xe Mỹ thì họ sẽ đánh chủ yếu vào cái độ an toàn ha. Đó, rất là tốt. Hay vô đăng thì mình có xét ga tự động nè quý vị. Đó, gọi là cruise control á. Đó, đó. Cùng gọi ha, vô lăng. Đó, mọi thứ.
chìa khóa nè. Cái xe này thì mình khởi động quá quý vị, thì nó sẽ không phải là cái nút bấm mà là nó là cái cần lắc, cái này nó hơi lắc qua lắc lại để khởi động lên ha, rất là thông minh. Chìa khóa là chìa khóa remote luôn đó, 2016 đã đầy đủ tiện nghi hết rồi. Cửa sổ trời, chế độ an toàn chính túi khí ha, màn hình giải trí đa phương tiện đó, đầy đủ hết luôn. Ghế tài chỉnh điện, ghế da chính túi khí, đi được 7 chỗ hả. Thì Dung xin phép nhắc lại ha, Captiva Real 2016, 84.000 cây, biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe chính hãng tại Toyota Tân Cảng, cam kết không đâm đụng, không ngập nước nha quý vị đó. 560 triệu thôi là quý vị có một chiếc 2016 của Mỹ, đầm chắc bền bỉ, đi rất là êm luôn. Biển số thành phố Hồ Chí Minh đó, đầy đủ phụ kiện. Quý vị nào đang tìm một chiếc xe Mỹ đi ngon, đi êm, giá hợp lý thì nhớ cân nhắc mẫu xe này và gọi cho Dung nha. Và cũng đừng quên bên Dung có thu xe đã qua sử dụng tất cả các hãng tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh luôn, với giá ổn định nhất thị trường, cạnh tranh nhất thị trường luôn đó. Hiện tại thì kho xe đang hot cho nên là bên Dung mua rất là mạnh, định giá xe cũ miễn phí và thu mua tận nơi luôn, không có kỳ kèo ép giá như các đơn vị bên ngoài nha quý vị. Mua đứt bán đoạn để cam kết lợi ích về sau cho quý vị, không có bị rắc rối phát sinh về sau nữa. Cho nên là cuối năm rồi, cần mua bán tư vấn gì nhớ gọi cho Dung theo số điện thoại 0888 224 668 để Dung hỗ trợ cho quý vị nha. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại ở những video lần sau. Xin cảm ơn.